Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ không chỉ làm về thông tin vô dụng liên quan đến tướng hay Summoner Rift nữa, mà hôm nay tôi sẽ mang cho anh em 69 thông tin vô dụng liên quan đến toàn bộ Liên Minh Huyền Thoại. Vào việc luôn thôi nhỉ. Gần như năm nào cũng có tuyển thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới được gia nhập vào đội tuyển GB Esports. Năm 2021 chúng ta có Ma Vương Zeroth của Việt Nam. Năm 2022 thì có 4 tuyển thủ Trung Quốc gia nhập vì lý do bán độ. Và năm nay dự kiến sẽ có tuyển thủ Clit của Hàn Quốc sẽ có cơ hội được gia nhập vào đội tuyển xuyên quốc gia này. Để tri ân cho việc streamer Tyler One đạt danh hiệu thách đấu ở cả 5 vị trí đi đường, Riot đã làm riêng một bộ huy hiệu cúp biểu tượng thách đấu để tặng cho anh. Theo thống kê từ lịch sử chơi game của Tyler thì anh phải chơi gần 3.000 trận để leo lên rank thách đấu khi đi top, gần 2.000 trận để leo thách đấu khi đi rừng và hơn 700 trận để đạt thách đấu đường mid, tương đương với một ngày anh phải chơi khoảng 25 trận liên minh. Nghe thôi đã thấy có động lực leo rank rồi. Đây là một khu vực nghỉ ngơi của Riot Games tại một sân bay Hàn Quốc. Ở đây anh em thể trải nghiệm rất nhiều dịch vụ, không chỉ có mỗi chơi game, thậm chí còn có một khu vực riêng dành cho Valorant. Trong một bài phỏng vấn của đội tuyển vô địch năm 2019 FPX, tuyển thủ Doin đã chia sẻ thời gian biểu cực dày của đội anh. Các tuyển thủ sẽ bắt đầu ngày mới từ 9 giờ sáng, 9 rưỡi đến 1 giờ chiều sẽ vào rank, 1 giờ đến 2 giờ ăn trưa, 2 giờ đến 5 giờ chiều sẽ vào chế độ luyện tập, 5 giờ đến 7 giờ là ăn tối, 7 giờ đến 10 giờ sẽ là vào chế độ luyện tập tiếp, sau đó lại vào rank, đến 3 giờ 30 sẽ đi ngủ. Ở Việt Nam thì có chia sẻ về quy định chỉ số lính, các tuyển thủ VCS bắt buộc phải farm được, mặc dù cái nguồn này tôi thấy không uy tín lắm. Theo như bài viết này nói, thì các tuyển thủ VCS ở phút thứ 10 phải farm được 107 CS, ở phút thứ 20 phải farm được 236 lính, nghĩa là chỉ được phép hụt 4 CS trong suốt 20 phút chơi game. Có anh em nào đang xem quen tuyển thủ VCS không? Hỏi xác nhận họ tôi cái phát này với. Tuyển thủ Join cũng chia sẻ từ năm 2009 rằng LCK Hàn Quốc đang là khu vực trả lương cao nhất cho các tuyển thủ. Đứng thứ 2 là LCS Bắc Mỹ, đứng thứ 3 là khu vực Trung Quốc và châu Âu. Giai đoạn 2017 là thời gian giải đấu khu vực Trung Quốc phát triển cao nhất vì đây là lúc khu vực LPL trả lương cho các tuyển thủ rất cao. Các tuyển thủ top đầu của LCK lúc đó cũng chuyển sang LPL Trung Quốc để thi đấu. Còn bây giờ LCK đã trả lương cao hơn rất nhiều rồi. Có chia sẻ rằng lương của Chovy đủ để nuôi cả một đội tuyển thuộc tầm trung luôn đấy. Đây là owner tranh thủ đi chụp hình khi đang được nghỉ ngắn giữa giải LCK và MSI. Anh từng chia sẻ một cosplay Lee Sin con tướng đi rừng yêu thích của owner. Còn đây là Sully, chị gái của owner. Trong LCK mùa xuân 2022 vừa rồi, rất nhiều fan cũng đồng loạt đẩy thuyền Faker và chị gái của owner. Từ một bug trên Summoner Rift là chúng ta bị đẩy một mình một đội và phải chiến đấu với 9 thằng trong trận đấy. Thế là tọa nguyện ước mơ được 1v9 của nhiều anh em hay gáy bẩn luôn. Mà nhắc đến 1v9, đây là video của diễn viên Trung Hoa cầm Darius một mình lao vào giữa team địch ăn Pentakill. Thậm chí con Darius này còn bổ được cả Yumi bên đội mình. Ngoài chế độ bug 1v9, Liên Minh còn có cả chế độ cho cả 10 tướng cùng một đội không có kẻ thù. Và khi vote đầu hàng cũng đủ 10 phiếu vote luôn. Trong video giới thiệu mùa mới của 2023, đoạn giới thiệu pet đi rừng mới, cả ba con có Heimerdinger đứng đằng sau. Đây là Easter egg cho game Pokemon khi mình bắt đầu vào game và chọn con đầu tiên. Ngày xưa, chiêu cuối của Pantheon và TF có diện rộng trên cả bản đồ, nên hai con này có thể backdoor cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần dịch chuyển thẳng về nhà địch, cắm mắt dịch chuyển cho đồng đội và tập trung phá nhà mà không cần đến lính đi cùng. Cứ đến một mùa mới là sẽ lại có một kiểu bug mới cho khả năng biến hình của Nico. Ngày trước, Nico có thể hóa thành trụ và đi one shot kẻ địch ngay lập tức. Bây giờ, Nico có thể biến thành quái rừng cực kỳ nhỏ bằng cách để Kindred bật R bất tử, còn Nunu gặm con quái rừng đó thì nó sẽ hóa nhỏ chỉ bằng một đơn vị. Nico có thể sao chép được mà không bị phát hiện khi tiếp cận kẻ địch. Đây là một bug khi Talon đang nhào lộn thì dính R của Kassante và bị bắn bật lên trên theo phương thẳng đứng. Trong giải đấu MSI, trận giữa đội EG và Order, Leona cũng bị bay thẳng lên trên cao theo phương thẳng đứng khi bị dính chiêu của Nautilus. Ở map Nexus, từ có một streamer đánh Sion bị dính bug phải chờ đến 1.000 giây mới được hồi sinh. Ngày xưa, Riot từng sản xuất một video giới thiệu mùa 1 của Liên Minh, nhưng nó lại theo một màu sắc hoàn toàn khác, theo kiểu cảnh hậu trường. Theo thống kê của Riot năm 2022, thì hàng tháng Liên Minh nhận về hơn 240 triệu report trên toàn thế giới. Các nhân viên cũng trả lời rằng, đương nhiên không có chuyện họ đọc hết đống report này rồi. Và với con số 240 triệu report hàng tháng, thì cũng chỉ có khoảng 700.000 lệnh ban vì tội toxic, chửi bậy, AFK và gian lận. Thì cũng đúng, chưa chờ duyệt hết đống report này ban hết sạch game thủ thì còn ai chơi game nữa. Tầm nhìn giới hạn của căn cứ địch là 1.200, nhưng tầm đánh của nó lại là 1.250. Nên ta mới thấy ở trong video này, mặc dù đứng ở ngoài vòng rồi, nhưng Caitlyn bật chiêu dướn lên một chút thôi vừa đủ 50 đơn vị và tèo. Một thống kê khác của năm 2022 vừa rồi, Liên Minh Huyền Thoại là game đứng top 8 được search nhiều nhất trong Pornhub. Top 1 là Fortnite và Overwatch. Còn đây là danh sách xếp hạng các tướng Gru 34 nhiều nhất hồi mùa 12. Đứng đầu là Ahri với hơn 11.000 tài liệu, đủ để ôn tập cả đời luôn.
không ngờ Timo lại thuộc top 3 với hơn 1.000 tài liệu. Jot đồ nữ thì tôi hiểu, nhưng tại sao là Timo nhỉ? Và bét bảng thì có những con như Skarner, Nautilus, Serrat, chiếu khoảng 0-25 tài liệu. Con Naferi còn chưa được đưa vào server chính thức, đã có cả một đống ru 34 Furry ở đấy. Sợ thật. Ngoài ra, nếu search on với chữ P đằng trước, anh em cũng sẽ mở ra được rất nhiều kho tài liệu học tập bổ ích đấy. Cuối năm 2022 vừa rồi, có một nữ streamer người Hàn bị bắt làm con tin trong một trận liên minh dài suốt 3 tiếng. Bên team địch thì có Senna, ở trong game càng lâu thì tầm đánh của nó càng xa. Bên team của cô thì có hai thằng cũng chôn không cho đầu hàng. Và thế là kết thúc trận đấu, nữ streamer này chết 122 mạng, bị ban tài khoản 14 ngày vì khi out ra rồi, cô vẫn bị bọn kia report. Tại giải LPL mùa hè năm 2018, ban tổ chức đã làm ra hẳn một bản đồ Summer Rift tỷ lệ chuẩn kết hợp với hình chiếu 3D để giới thiệu tuyển thủ lẫn tướng được pick. Không khéo tương lai lại có cả một sân đấu liên minh 3D rộng bằng sân bóng và anh em có thể mua vé ngồi xem cả map như xem bóng đá cũng nên. Với mức độ tăng trưởng cực nhanh của liên minh, vào năm 2023 này, không tính những nick đã offline, thì có tổng cộng hơn 150 triệu người chơi vẫn đang hoạt động trên liên minh trong suốt 30 ngày. Trung bình 1 giờ có khoảng 1.068.417 người đang online và vào game. Giải đấu của liên minh cũng chuyển mình từ giai đoạn 2011 và 2012, khi năm 2011 tiền thưởng chiến thắng chung kết thế giới chỉ có 50.000 đô, sang đến 2012 giải thưởng lên đến 1 triệu đô cho đội vô địch. Trong chung kết thế giới 2022, khi GAM có một pha lật kèo cực ngọt nhờ chiêu cuối của Levi chiến thắng TES, nhưng nhiều fan bảo rằng rõ ràng có bug lúc đó vì Lucian có chùy gai mà không kích hoạt được khi dính sát thương phép. Rod cũng phản hồi lại luôn về sự việc này là nếu phát hiện ra lỗi hoặc bug lúc đấy thì mới được tính, còn mọi chuyện đã qua rồi thì Rod sẽ không xử lý. Nói chung là thắng, không là nhặng. Rất nhiều pha bug khác cũng được phát hiện trong chung kết thế giới năm 2022. Ví dụ như Darius của G2 bị lỗi R trong trận đánh với GDG. Trận DRX đối với TES khi Boomerang của Gnar không đi thẳng mà còn gây đam cho Jax. Nghĩ thấy TES cũng cay thật, gặp bug liên tục. Đây là đĩa tải liên minh huyền thoại ngày xưa. Cái thời cài đặt game bằng đĩa CD, ta vẫn có thể cài đặt được game liên minh bản cũ, nhưng không thể vào chơi được vì server lúc đó đã không còn nữa. Liên minh ra mắt chính thức vào 27 tháng 10 năm 2009 với cái tên đầu tiên là League of Legends Clash of Fates, sau này rút ngắn lại thành League of Legends cho dễ nhớ. Vào mùa đầu tiên của liên minh lúc đó có 17 vị tướng, hiện tại chỉ có mỗi Jax là vẫn giữ được đồ họa in-game từ lúc đầu. Những con tướng khác đã được update lại về ngoại hình hoặc đã được sửa đổi. Bảng ngọc ngày xưa, thời kỳ anh em phải bỏ tiền ra để mua ngọc nhét vào bảng. Giờ nhìn lại cái bảng ngọc này tôi cũng không hiểu gì luôn. Vào mùa 1, mùa 2 của liên minh, Riot còn từng cho ra mắt bảng ngọc đặc biệt chỉ giới hạn trong sự kiện lúc đó. Có nhiều chỉ số khác nhau, thậm chí còn có cả ngọc tăng tỷ lệ phần trăm né chiêu. Ba con tướng flash cùng một lúc chỉ để dọa dồ ăn mạng của Camille, nhưng mà đồng bộ thế này trông đẹp mắt thật. Liên minh như là góc nhìn thứ ba nhìn từ đằng sau. Để ở góc này mà làm được những pha insect chắc hoa mắt luôn. Vậy thì khi cầm xạ thủ mà chuyển sang góc nhìn này thì sẽ thành game FPS đấy. Còn đây là ta khi chơi Lee Sin ở góc nhìn thứ nhất. Anh em cười cái đi để xuống ngồi với tôi, dưới này wifi tốt lắm. Đối với các pro player, ping lên 60 là tính là lag rồi. Còn đây là chúng ta, 2000 ping vẫn solo đi đường được như bình thường. Hiệu ứng đèn LED của cả bộ PC khi các tướng bật chiêu, nhìn màu xanh của Fizz trông đẹp thật sự. Trong đấu trường chân lý, bất kỳ mùa nào có Zoe thì cũng đều có Aurelion Sol. Từng có một thời điểm, theo hệ thống rank của đấu trường chân lý, thì điểm của 3 trận top 1 sẽ bằng 1 trận top 8, perfectly balanced. Đây là model 3D của Silco. Ban đầu nhìn cái model này, ai cũng nghĩ Silco sẽ trở thành tướng liên minh huyền thoại tiếp theo, nhưng hóa ra lại trở thành tướng độc quyền trong đấu trường chân lý. Năm 2015, Riot đã mở ra sự kiện mang tên Ocean Week cho server châu đại dương, khi những người chơi tại máy chủ này vote chọn ra con tướng được đúc thành tượng mang xuống dưới đáy biển, và Nautilus chính là con tướng được chọn, và bên cạnh bức tượng còn có đủ tên của những người chơi đã vote. Ở Việt Nam chúng ta thì chắc cần một con tượng Yasuo đặt tại thành phố đấy. Hình ảnh vào trận của liên minh được Riot update từ 7 năm về trước, trông nó mượt với ngon hơn hẳn giao diện vào trận bây giờ. Đến bây giờ tôi biết RP là viết tắt của Riot Point. Yep, thông tin rất vô dụng. Trong chung kết giải đấu mùa hè của Ý năm 2019, có hai kỷ lục fit nhiều nhất trong giải đấu chuyên nghiệp đã được lập lên sau trận chung kết, gồm có Yasuo fit 317, Serrat fit 117. Hai người đã đứng top 5 và top 6 trong danh sách những tuyển thủ fit nhiều mạng nhất trong giải đấu chuyên nghiệp. Còn đứng top 1 trong fit mạng là tuyển thủ King George trong giải Bắc Mỹ 2022. Anh đã fit tổng cộng 27 mạng trong trận đấu chuyên nghiệp. Vào năm 2013, Rod đã mở ra một kênh Twitch chỉ để đăng những highlight khi Timo bị giết để chiều lòng cộng đồng anti-fan con chuồn đù này trên toàn thế giới. Đáng ra Rod lại làm thêm một kênh nữa đăng highlight Ventus bị giết ở server Việt Nam nữa chứ. Việt Nam chúng ta là nơi có nick Timo điểm thông thạo cao nhất thế giới và hiện đã lên đến 21 triệu điểm thông thạo. Hiện nick này có tên là League of Legends, ngày xưa là Timo Việt Nam. Theo như tôi hóng hớt được ở đâu đó nói rằng là nick liên minh này là của một quán cà phê,
khách hàng có thể đến và chơi nick này mọi lúc nên mới cày được điểm thông thạo cho Timo cao như vậy. Nhưng mà hỏi địa chỉ quán ở đâu thì không ai biết. Cơ mà giờ để ý mới thấy, Timo núp bụi mang đậm chất đánh du kích của Việt Nam đấy. Hầu hết các men Talija, Olaf, Zack, Renata Klaas và Milio ở server Việt Nam đang có mức danh bạch kim theo thống kê của League of Craft. Còn các men Yasuo hầu hết là nằm ở đồng 1 cố gắng để leo lên bạc jack. Hiện tại, Seth đã xoán ngôi được Yasuo khi là vị tướng có tỷ lệ AFK cao nhất trên toàn thế giới. Còn ở server Việt Nam thì Yasuo vẫn đứng top 1 với tỷ lệ AFK là 0.96%, nghĩa là cứ 100 trận thì chắc chắn sẽ có một thằng Yasuo AFK. Còn trong những trận đấu xếp hạng đơn đôi thì các anh em rank đồng đang đứng đầu trong tỷ lệ AFK lên đến 18%, tức là cứ trung bình 5 trận đấu tại rank đồng thì chắc chắn sẽ có một ông trong trận AFK bỏ game. Aatrox, Garen và Yasuo là ba con tướng được biến thành custom skin cho những tướng khác nhiều nhất. Rammus không chỉ là làm thành skin cho rất nhiều tướng khác mà cộng đồng liên minh còn sáng tạo ra cả một bộ ảnh riêng với tất cả đều là Rammus, cả một vũ trụ chỉ toàn những con tướng biết nói từ OK. Khi Vega cấp 1 ở stack 6000 có thể one shot một phát kết liễu luôn được Baron, và nếu giết được Baron ngay từ cấp 1 ta sẽ có kinh nghiệm lên hẳn 3 level nữa. Chi phí dự án khi sản xuất Arcane khởi điểm từ con số 2000 đô và được Riot ấp ủ phát triển lên dần dần với chi phí sản xuất cuối cùng lên đến 1 triệu đô. Vào năm 2014, có một nhà hàng Trung Quốc lấy tên là Demacia đi theo phong cách của Liên Minh, có đủ cả từ cosplay, món ăn theo chủ đề tướng, máy tính cho khách chơi Liên Minh, tượng Garen trinh trong tỷ lệ 1-1. Ở Pennsylvania, cũng từng có một đôi tổ chức đám cưới theo phong cách của Liên Minh huyền thoại, với tất cả mọi người tham dự đều mặc trang phục Liên Minh, lời cử hành hôn lễ cũng được thay đổi để phù hợp với chủ đề. Sau khi hàng loạt loại ping mới được cho ra mắt, thì cuối cùng vào trận, người chơi vẫn chỉ dùng ping đăng tới và ping hỏi chấm là chính. Theo thống kê của League of Craft thì trong trận ít nhất cứ 1 phút người chơi sẽ ping một lần. Mặc dù trận nào ta cũng thấy ping hỏi chấm rất nhiều, nhưng theo thống kê ở server Việt Nam, ping đang tới để ganh vẫn được dùng nhiều nhất hơn cả ping hỏi chấm. Từng có một thời điểm năm 2011, những người chơi sẽ nhận được 450 RP nếu như nick của họ đạt level 6 và chưa từng bị ban trong vòng 2 tháng gần đây. Liên Minh lắm thành phần toxic quá nên giờ đến cả việc ứng xử lịch sự như một con người bình thường cũng được nhận thưởng. Một ví dụ điển hình cho việc con dân Shurima lật kèo cực kỳ mượt, Silver khi về late chỉ còn 9 máu nhưng vẫn làm được pha Pentakill chỉ trong vài giây. Trong từng thông thạo của từng hệ tướng, ta sẽ có được một biệt hiệu riêng. Như thông thạo ở cấp 1 thì biệt danh sẽ là tập sự, học việc, timer. Khi lên đến thông thạo 7, ta sẽ được những biệt danh như bậc thầy phù thủy, chúa tể chiến trường, bậc thầy của tử thần. Có tin đồn rằng ta có thể mở dương ra được luôn những con tướng chuẩn bị được ra mắt, vì những con tướng này đã được Riot cho sẵn vào trong game rồi, chỉ chờ đến đúng ngày là mở thôi. Nghĩa là ngay trong thời gian này chúng ta có cơ hội mở ra được Naafiri luôn mà không cần phải đổi nick hay chuyển sang máy chủ khác. Vào tầm 2021, Riot đã thử nghiệm việc cho thêm một slot trang bị nữa cho người chơi nhưng rồi quyết định bỏ qua vì không hợp lý. Đội ngũ phát triển cũng nói rằng slot thứ 7 này có thể không để nhét trang bị nhưng sẽ phát triển nó để làm thêm một cơ chế mới trong game. Đây là một pha outplay của Vayne cực kỳ đẳng cấp khi vừa tốc biến vào bụi để đánh lạc hướng Victor và rồi sử dụng nhào lộn tăng hình để quay trở lại bụi mà không bị phát hiện. Thông tin cuối cùng, chúng ta lại quay lại với tiếng Taric chết ở server Nhật Bản. Và đó chính là 69 thông tin vô dụng về Liên Minh huyền thoại mà có thể anh em chưa biết. Có thông tin nào tôi đưa ra không hợp lý với anh em không? Nếu có thì nhớ comment bên dưới cho tôi biết nhé. Ngoài ra, đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh ra trong tương lai nha. Còn giờ thì, MG Gaming xin chào.